kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin được gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kính thưa quý vị, tin buồn, miền Bắc đầu năm gặp đại họa, xe tải chở bom phát nổ tạo hố rộng 20 m khiến gần 250 người thương vong ở Điện Biên. Hôm qua, Cảnh sát Điện Biên, 21 tháng 2, đã cho biết một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại một khu dân cư cách thủ đô Hà Nội của nước này khoảng 217 km về phía tây bắc, làm ít nhất 23 người thiệt mạng và khoảng 319 người khác bị thương. Theo xác nhận của cảnh sát tại địa phương, vụ nổ xảy ra ngày 21 tháng 2, khi một chiếc xe tải chở chất nổ đến một khu quân sự ở miền tây bắc Việt Nam phát nổ vụ việc khiến một khu định cư gần đó bị săn phẳng và để lại một miệng hố rộng tới 205 m Anh Sù Allen, tình nguyện viên của đội ứng phó khẩn cấp của Điện Biên cho biết, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, chúng tôi đã có mặt tại trung tâm của vụ nổ, thiệt hại là vô cùng lớn, không có dấu vết của chiếc xe tải ở đó và một miệng hố khổng lồ xuất hiện. Thiệt hại không thể tính toán được. Các tòa nhà và xe cộ ở cách vụ nổ khoảng 1 km cũng bị ảnh hưởng. Theo người phát ngôn của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Điện Biên, số người thiệt mạng có thể còn tồi tệ hơn khi nhiều người dân địa phương vẫn chưa kết nối được với người thân sống gần khu vực hiện trường vụ nổ. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân có thể còn sót lại tại hiện trường. Hiện nay vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ nghiêm trọng này. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra sơ bộ ban đầu, nguyên nhân của vụ việc có thể xuất phát từ việc một chiếc xe máy điều khiển theo kiểu tự sát đâm vào chiếc xe tải chở chất nổ, kích nổ trên xe. Tiếp theo chương trình thời sự là tình hình tại Trung Quốc đại lục đang hết sức khó khăn. Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng khi các tập đoàn bất động sản vỡ nợ ngân hàng thì mất thanh khoản chuỗi cung ứng sản xuất khi bị thiếu điện đứng trước tình hình này. Các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh đang tính đến việc phải đẩy khó khăn ra bên ngoài bằng chiến tranh đối với nước ta. Theo nguồn tin từ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam trên ba mặt trận như sau. một Mặt trận Tây Nam Tập Cận Bình viện trợ và hậu thuẫn cho Campuchia cả vũ khí lẫn binh sĩ trong đó hàng trăm xe tăng, vũ khí, hàng hóa trên liên tục tấp nập đổ dồn về ba cảng lớn, đó là Sihanova, Trinh Vịnh, Phnom Penh. Trên sông Mê Công và các cảng của tỉnh Khu Cung, trong đó đặc biệt là cảng xe Sihanova, còn gọi là cảng Sampon là nhộn nhịp nhất, lượng hàng đóng thùng kính, tất bậc này mà giới quan sát không biết. Bao gồm những loại vũ khí gì ở mặt trận Tây Nam Giáp ganh với Việt Nam này Khiến cho lực lượng quân đội Việt Nam Trực chiến tại đây Thông dưới 200.000 binh sĩ Trong tổng số hơn nửa triệu quân thường trực Cùng với các loại xe tăng Và hỏa tiễn cho mặt trận Tây Nam 2. Là mặt trận khu vực Bãi Tây Chính Biển Đông Trung Quốc sẽ tận dụng không quân Hải quân, dân quân biển Và các loại hỏa tiễn ở nội địa Hoa Lục Cùng với các loại hỏa tiễn Trung Cộng đã lắp đặt ở các đảo nhân tạo, ồ ạt tấn công chủ đích làm máy bay, tàu chiến và tàu ngầm của Việt Nam. Ba là mặt trận phía Bắc được xem như là mặt trận sau cùng trong giai đoạn cuối của chiến dịch tấn công toàn diện Việt Nam từ Bắc tới Nam, nhằm tiêu diệt hầu hết các quân chủng Việt Nam, thay vào đó không quân, đội quân Trung Quốc cũng như thiết lập một bộ máy cai trị do đảng và nhà nước Trung Quốc lãnh đạo ban mặt trận trên vẫn để Trung Cộng hô hào trước công luật là sẽ đến và thống nhất bán đảo Đài Loan nhằm thu hồi về Hoa Lục. Chỉ là một chiến thuật dương đông kích tay trong giai đoạn này mà thôi. Vì Đài Loan đã có sự yểm trợ của Mỹ, nhìn vào bức tranh tổng thể nhân lực cùng tham vọng của Trung Cộng tự nó đã ẩn mình nhiều vấn đề nan giải, khiến cho thế giới phải nhức đầu vì Trung Quốc hôm nay đã tích trữ được một nền kinh tế khá mạnh cũng như sở hữu nhiều khí tài quân sự, trong đó số lượng đầu đạn có thể hủy diệt nhân loại khiến cả thế giới phải điêu đứng. Cho nên sự đối mặt để giải quyết vấn đề trung cộng hiện nay trong tương lai không phải là một vấn đề đơn giản. Cục diện Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mà mục tiêu của Trung Cộng là Việt Nam. Trung Quốc đã đặt quốc gia này vào tình trạng vô cùng khó xử. Việt Nam chống trả là chuyện đương nhiên, là chuyện bình thường. Vì thế, cho dù không phải là đồng minh của Hoa Kỳ, không phải là người bạn cắt máu ăn thề, nhưng Mỹ vẫn phải yểm trợ tối đa về vũ khí cùng nhiều thứ khác để giúp cho Việt Nam góp phần làm suy yếu Trung Quốc. Và đó là một trong những chiến thuật nằm trong sách lược đối đầu tàu cộng của Hoa Kỳ, tham vọng ngông cùng cùng đặc tính sĩ diện của dân tộc Trung Hoa có thể dẫn đến sự liều lĩnh của tàu cộng khi chúng không có một lối thoát. Người Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ấn Độ, Nhật, Úc, vân vân cũng nhận thấy được điều này, cho nên Hoa Kỳ và phe đồng minh không dạy gì mà dồn con chó điên đi đến đường cùng, vì chiến tranh nguyên tử hạt nhân là chiến tranh hủy diệt toàn diện không có quốc gia nào chiến thắng đó là hệ quả cùng với cái giá phải trả cho việc dung dưỡng tàu cộng trong thời gian qua từng khối các quốc gia tự do hiện tại và tương lai phải đối mặt với một Trung Quốc bành trướng như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc trỗi dậy hung hăng và không chịu sống trong hòa bình với thế giới ngày một hung hăng hơn, khiến cho Mỹ và các cường quốc phải kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc gây nguy hiểm cho nhân loại, tiến bộ Mỹ và đồng minh đã nhiều lần thỏa thuận với Việt Nam để hợp tác liên minh quân sự nhằm gây sức ép với Trung Quốc. Nhưng các lời đề nghị này không được Việt Nam chấp thuận, chỉ có người Việt Nam mới thấu hiểu bản chất của Trung Quốc và có cách đối phó riêng. Chỉ cần trong lãnh thổ Việt Nam có sự hiện diện của quân đội nước ngoài sẽ tạo cớ cho Trung Quốc tấn công cứng chiếm toàn bộ Biển Đông của Việt Nam. Trước tình hình này, Mỹ và NATO quyết định cung cấp cho Việt Nam hệ thống đánh chặn tên lửa tầm xa để đối phó với Trung Quốc. Các kỹ sư quân sự chuyên về phòng không đã đến Việt Nam lắp đặt vận hành hệ thống này. Việt Nam chú trọng về phòng thủ và phản công khiến cho Trung Quốc vẫn chiếm được Biển Đông nhưng không thể canh giữ được. Nếu Việt Nam sử dụng các tổ hợp tên lửa nã vào các đảo nhân tạo, tàu chiến, tàu sân ba của Trung Quốc ở Biển Đông. Nếu có chiến tranh với Mỹ, Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam trước. Mới đây nhất, những ngày đầu năm Tờ báo South China Morning Post có bài viết Trung Quốc cần tăng chi tiêu quốc phòng, chuẩn bị cho nguy cơ chiến tranh với Mỹ. Bài viết dẫn lời Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng hứa kỳ lượng. Trung Quốc cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc xung đột vũ trang có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nó mang hàm nghĩa rằng chiến tranh là điều không thể nào có thể tránh khỏi khi một trung tâm quyền lực mới nổi lên đe dọa Thay thế trung tâm quyền lực cũ Câu chuyện chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc được các chuyên gia chiến lược nhắc đến nhiều trong mấy năm gần đây. Tại diễn đàn an ninh diễn ra tại Ba Lan, vào cuối năm 2021, cơ quan chỉ huy quân đội của Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Văn Hồ đã cảnh báo về khả năng của một cuộc chiến có thể xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc trong vòng 15 năm tới. Vị tướng này đề cập đến việc tàu chiến của Trung Quốc đi gần tàu chiến destroyer của Mỹ vào cuối tháng 9 năm 2021. Khi Mỹ thực hiện hoạt động tuần tra trong chương trình tự do hàng hải ở biển Đông, Trung Quốc hiện nay đã rất mạnh về tiềm lực kinh tế quân sự, có thể đối đầu trực tiếp với Mỹ. Quan điểm này là vô cùng nguy hiểm vì có thể dẫn đến chiến tranh bất cứ lúc nào. Giới chiến lược đã dự đoán được điều này cách đây khoảng 2 năm chuyện xảy ra hầu như không thể tránh khỏi. Tiến sĩ Hà Quang Hợp, nhà phân tích chính trị, đã nhận định người ta dự đoán như thế khá là đúng, bởi Mỹ là một cường quốc. Trong một diễn biến liên quan, đại án Việt Á, 102 người bị khởi tố. Sau gần một năm khởi tố vụ án, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 102 người liên quan vụ công ty cổ phần công nghệ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, trong đó có 8 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và hàng chục lãnh đạo, cán bộ, CDC, Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý của Phó Thủ tướng. Trong vụ án này có 3 nguyên ủy viên Trung ương đảng bị bắt gồm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trương Ngọc Anh, cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Theo thông tin từ Bộ Công an, công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố cả nước, với doanh thu gần 4.000 tỷ. Vụ chuyến bay giải cứu, 37 người của 8 bộ ngành bị bắt về vụ án đưa nhận hối lộ liên quan chuyến bay giải cứu, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 37 người. Có nhiều lãnh đạo liên quan các bộ ngoại giao, công an, y tế, gia thông vận tải và địa phương. Trong đó, hai quan chức cao nhất bị khởi tố đến nay là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Chữ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chuyến bay giải cứu thực hiện từ tháng 12 năm 2020 Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người. Tại cuộc họp báo hồi cuối tháng 6 năm 2022, lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD vụ thao túng giá chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết vào tù. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FNC với tội danh thao túng thị trường chứng khoán. Về sau, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh thêm các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FNC công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi tha túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Tiếp đó, ngày 25 tháng 8, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bổ sung tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với bà Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế và Hương Trần Kiều Dung. Bốn người này bị điều tra hành vi nâng khống vốn của công ty cổ phần xây dựng FNC Farod. Bước đầu xác định, tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2021, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu EGOS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác do ông Quyết nhờ dựng tên, thu được tổng cộng hơn 6.400 tỷ và rút tiền mặt để chiếm đoạt. ROS là một trong những cổ phiếu đã đưa ông Trịnh Văn Quyết trở thành tỷ phú USD cũng như người giàu nhất sàn chứng khoán vào năm 2017, vượt mặt chủ tịch Phạm Nhật Vượng của tập đoàn VinGroup. Quy mô tài sản của ông Quyết tại thời điểm đó đạt hơn 58.800 tỷ, tương đương hơn 2 tỷ USD. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, các cổ phiếu trong hệ sinh thái FNC liên tiếp đối diện với vô vàng khó khăn bao gồm cả ROS. Mã ROS đã đóng cửa tại mức 2.510 đồng trên cổ phiếu ngày 11 tháng 8 năm 2022, chịu áp lực bán tháo mạnh trước khi bị đình chỉ giao dịch vào ngày 12 tháng 8. Theo quy định, cổ phiếu bị hủy niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống up.com.ros có thể đăng ký niêm yết trở lại sau khi giao dịch tối thiểu 2 năm trên up.com. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Dầu mỏ Nga thu lợi kết xù nhờ phương Tây. Số lượng giếng dầu ở Nga đã tăng mạnh trong năm 2022 và xuất khẩu năng lượng nước này thu lợi nhuận lớn nhờ giá dầu mỏ, khí đốt tăng cao. Tờ Epress của Anh mới đây đã có bài nhận định rằng Nga đang tận hưởng sự bùng nổ giá dầu mỏ và kiếm được hàng tỷ USD từ việc bán nhiên liệu bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây và đặc biệt là hiện hiện tượng các công ty năng lượng khổng lồ Shell và BP của Anh rút khỏi thị trường sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Moscow. Các nước thuộc Liên minh châu Âu xem xét phương án tự bỏ dầu mỏ và khí đốt của Moscow. Nhiều quốc gia tuyên bố đóng băng tài sản của Nga và kêu gọi từ bỏ năng lượng Nga. Thế nhưng, tất cả những lệnh trừng phạt này đã không đánh gục được nền kinh tế Nga mà lại trở thành vấn đề lớn đối với Mỹ và châu Âu, khiến giá nhiên liệu và lương thực tăng mạnh. Theo bài báo ngành công nghiệp khai thác và xuất khẩu dầu mỏ khí đốt của Nga đang vững vàng chống lại áp lực trừng phạt của phương Tây bởi sản lượng khai thác của nước này đang phục hồi và xuất khẩu kiếm lợi nhiều tỷ USD vì giá dầu mỏ và khí đốt tăng cao. Trái với những kỳ vọng của phương Tây, khi tung ra các gói trừng phạt nhắm thẳng vào xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của Moscow, việc các công ty châu Âu và Mỹ ra đi đã không phải là đòn giáng vào ngành công nghiệp năng lượng Nga. Ngược lại, số lượng giếng dầu đã tăng 7% trong năm 2022 và khối lượng khai thác dầu đã nhanh chóng trở lại chỉ số bình thường. Vào mùa hè năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh vô cùng quan trọng. Theo đó, nhà điều hành dự án Sahalin 2 là Sahalin Energy liên doanh giữa Gazprom, Shell, Mitsui và Mitsubishi đã được thay thế bằng một pháp nhân mới của Nga. Còn khoản có tài sản của công ty này được chuyển sang sở hữu nhà nước. Như ghi nhận của tạp chí Financial Times, quyết định như vậy là cú búng mũi đối với các nhà sản xuất nhiên liệu từ các nước không thân thiện đang cố tẩu tán tài sản của họ một cách nhanh chóng để rút lui khỏi thị trường béo bở ở Nga. Các chuyên gia được tờ báo Anh phỏng vấn nhận định rằng, cùng với việc khôi phục quy mô và sản lượng khai thác, việc phương Tây cấm các công ty Nga tiếp cận nguồn vốn và kỹ thuật phương Tây đã giúp Nga bảo toàn phần lớn năng lực, tài sản và trở nên thành thục hơn về công nghệ trong lĩnh vực dịch vụ dầu mỏ. Financial Times nhận định, trong khi kinh tế Nga không bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh trừng phạt, và thậm chí có thể tăng trưởng trong năm tới Thế nên kinh tế Ukraine đang chìm trong khủng hoảng sâu sắc và phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ các đồng minh phương Tây Nhiều chuyên gia phương Tây dự đoán rằng suy thoái kinh tế ở Nga sẽ từ 20% trở lên Nhưng trên thực tế, kinh tế nước này chỉ suy giảm khoảng 3-4% và có thể tăng trưởng vào năm tới Nguyên nhân là do các biện pháp trừng phạt không thực sự mang tính toàn cầu vì vậy nga dễ dàng vượt qua chúng ngành công nghiệp khai thác và xuất khẩu dầu mỏ khí đốt của nga đang vững vàng chống lại các áp lực trừng phạt của phương tây